tiếng 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 bông là nói nào? Cú nhả co. Cú nhả co á? Vâng. À hay đấy. À, còn em yêu anh là co nhả cú à? Ngược lại đúng không? Vâng. Ngược lại đúng không? Chị nhá, đang phun trừ cỏ à chị ơi? Đang phun trừ cỏ à? Em lên đây chơi tí. Xin chào người đẹp nhá. Mệt quá. Hâu cao ra đấy. Đào được nhiều chứ em? Chào em. Em tên gì nhỉ? Đào được nhiều chưa? Chưa à? Tên gì em? Giao lưu với các bạn một chút. Mời em gái nhá. Rất là xinh, người dân tộc Khơ Mông ở đây đang đào sắn các bạn ạ. Đây vừa mới đào này. Ôi, sắn nhỏ đó em nhỉ? À mới trồng được một mùa. Thế là cái sắn này mình làm mấy năm cơ? À 2 năm 3 năm á? Ui mệt quá. Ui mệt quá. Không kịp thở nữa. Cái gì nhỉ? À, tên là gì? Em gái tên gì giới thiệu với các bạn một chút. Ánh á? À đây à? Con đi học không em? À, đang học lớp 9 à? Ui 9 thì năm nay 2K4 nhỉ? Ờ đấy, 2K4 các em ở trên này rất là đảm đang các bạn ạ. À, xinh gái lên lên nương đào sắn đấy. Xinh gái lắm. Em Ánh đi học xa không? Ở ngay gần đây à? Hai đứa. Hai đứa nói gì nói tiếng Kinh cho anh nghe với. Chịu chẳng anh nghe. Đây là bạn Nhung này. Nhung đưa tôi lên nhé. Lúc nãy em đang đi đường ở dưới kia, gặp em Nhung nó đi dưới đường. À, dù em đi chơi quanh quẩn một chút thì rất là may là gặp em Ánh đang đào sắn ở đây. Ngày nào đi đào này em? Ánh. Một tuần đào một lần á? Mình đào về cho lợn à hay là mình đào về bán em? Đào cho lợn á? Em Ánh nuôi nhiều không? Không. Mấy con? Hai con. Nuôi hai con á? Lợn to chưa? Già rồi à? Trên này lợn chắc là được giá lắm nhỉ? Không được giá. À không cho bán thịt lợn nữa. À đang dịch. Ờ. À em vặt luôn cả cái này về ăn đúng không? Cái này về luộc ngon lắm này các bạn này. Cái ngọn cây sắn đây này. Luộc mà kèm với cái ngọn đu đủ ấy. Luộc lên nó không chấm mẻ ngon lắm. Đâu xem em Ánh đào xem đào như nào này. Ê, tập một khơi tập lên một nha. À mình cứ lần theo cái ấy à em? Vâng. Theo cái củ nó đào. Vâng. Sao không nhổ lên? À thế là nhổ là mất gốc đúng không? À thế là mình cứ để cái gốc như này xong là chỗ nó ra bằng nào là mình đào bằng đấy à? Ừ, nhà khác ở chỗ anh nhỉ? Chỗ anh á, người ta một vụ người ta nhổ lên một lần thôi. Nhưng trên này lại để được 2-3 năm. Thảo nào anh thấy chặt cái cây kia đi. À cái đúng rồi, cái cây sắn.
Lớp 9 rồi, sắp lấy chồng chưa? Có anh nào về bắt chưa? Chưa có anh nào về bắt à? Anh hôm trước vừa nói chuyện với em gì nhỉ? Ở dưới này này, em bảo là vừa mới lấy chồng, vẫn đang học cơ. Em cái gì nhỉ? Chủ nhà dưới này này, biết không? Biết chủ không? Quen nhau không? Em cùng tuổi đấy còn gì nữa nhỉ? Đấy mà người ta đã lấy chồng rồi đấy, vừa bị chờ vừa à, chị dâu á? Chị dâu của Nhung á? Chị dâu họ khiếp nhỉ, lớp 9 đã lấy chồng mà vẫn học thì tài. Ở đây nhiều người thế không em? Có á? Thế là mình là ngoại lệ à? Mình là chưa lấy á? Thế anh hỏi thật là bọn em toàn lấy chồng tầm này đúng không? 14, 15 lấy rồi đúng không? Của nhà nước. Nên là mình cứ lấy xong là chưa đăng ký đúng không? Lấy sớm quá nhỉ. Dùng này. Tôi tỏ nên đưa cho chăm phía nó. Dạy anh một tí tiếng Mông của em. Cái củ sắn này gọi tiếng Mông là gì em? Hay gắn không? Cái gì? Con tông này. Con tông. Con tông hay là con tông? Con tông. Con tông. Là củ sắn. Ôi em đào đấy, em nhổ thế này nó chả chết đi à? Chết bây giờ chồng ạ. Chết lại chồng xuống cái gì? Con tông là củ sắn. Cây sắn là gì? Cũng là con tông. Cây thì khác củ chứ. Cây thì gió rủ. Cây mà, cây sắn mà. Cây sắn giờ cắm tông luôn. Nhung sang đây anh học tiếng Mông một tí để anh đi vào bản nhiều anh còn biết nói chứ. Sang đấy. Có dùng Facebook không? Hai đứa có Facebook không? Đấy, tí anh xin Facebook nhá. Học lớp 9 chưa có người yêu kiểu này. Cứ anh nào mà xin anh xin 50.000 thôi. Chưa đủ tuổi yêu á? Úi giời ơi, người ta tuổi em ở đây lấy chồng rồi còn chưa đủ tuổi yêu. Muốn em không á? Ôi giời, nói máy trước máy quay thì thế anh cứ thừa. cây cào tiếng Mông là gì nhỉ? Đấy tự nhiên lại quên tên, em cứ cười cái là anh say lòng quên tên rồi. Cái gì nhỉ? Đúng nhỉ? Thắm à? Anh những cái tội là rất hay quên tên. Ánh, em ánh. Cái cào em đang cầm đấy là tiếng Mông gọi là cái gì? Clau. Clau à? Ừ, được đấy, hay đấy. Anh sẽ học một số cái tiếng Mông này để đi vào bản nó nói chuyện cho nó dễ gần đấy. Biết một tí cũng tốt mà. Anh yêu em tiếng Mông rồi nói nào. Cú nhả co. À, hay đấy. Còn em yêu anh là co nhà cú à? Ngược lại đúng không? Ngược lại đúng không? Đi chơi là gì á? Mông ốt sư. Cái gì nhỉ? Uống rượu là hầu chớ đúng không? ăn cơm là cái gì nhỉ? Ăn nó mó. Ăn nó mó à? Ở khu anh nhiều người nói được lắm nhưng mà anh không không anh ở Nghĩa Lộ biết không? Hay đi
xuống đấy chơi gì à? Xuống đấy gì trai người Thái đây nhiều mà, trai thì ôi họ thích lắm, họ thích người Hơ Mông mình lắm. Chịu không nói là ghép người Mông mà sao lại hả? Ai nói là ghét người Mông? Người Thái á? Điều vừa người Thái ghét người Mông. Anh trước thì ai nói thế? Có mà em nghĩ ra thôi. Quen anh nào người Thái không? Nhiều người á? Giờ người Thái ở Nghĩa Lộ đẹp trai mà. Đẹp trai lắm, họ không yêu mình. Họ không yêu mình à? Thế anh giới thiệu cho mấy anh ở dưới nhé. Người Kinh có được không? Cũng được. Người Tày có được không? Cũng được hết á. Xinh gái như em thì nhiều anh xinh thì không ế lâu đâu. Xinh thì không ế lâu á? Ế đâu mà ế. Chẳng qua em không yêu, em kén đấy chứ. Em có kén đâu. Không kén nữa. Không. Bố mẹ có cho yêu không? Có. Bố mẹ cho phép yêu rồi đấy. Ngưỡng ừ. Chua. Cười xinh thế. Nhà anh có mấy chị em? Hai chị em đó. Vâng. Em là cả à? Vâng. Thế bố mẹ chắc còn trẻ lắm nhỉ? Bố mẹ, bố sinh năm bao nhiêu? 84 á? 84 con gái này á? Sao lên ông nội ở nơi rồi á? 84 năm nay mới có 35 tuổi đúng không? Ôi rồi ôi, 84 con gái phơi phới này. Mẹ chắc là còn trẻ nữa đúng không? À giống nhau à? Thế là cùng tuổi. Thế yêu em anh thích yêu người Kinh hay là người Mông hay là người Thái, người Tày? Thích dân tộc nào nhất? Hả? Dân tộc gì cũng được. Miễn là họ yêu thôi nhỉ. Clip này lên nhiều anh săn đón lắm đấy nhá. Em ánh nhá. chịu khó thế này mà nhỉ. Sao không mặc cái áo dài vào cho nó đỡ đen tay em? Mũ nón không đội vào. Sao đi đội mũ vào không là ốm đấy. Nhưng mà bọn em ở trên này cũng quen nhỉ. Đi lên trên quen thời tiết, quen cái công việc ở trên này nó đặc thù rồi. Khỏe, phải nói là khỏe lắm. Anh thấy con người trên này khỏe lắm. Đi đồi, đi nương, leo đồi, leo ấy. Thích. Nhà em có riêng nấu rượu sắn này không? Không. Không nấu rượu à? Tưởng nấu rượu sắn này hôm nào bạn bè anh mua, anh bảo đặt cho một ít. Nhà không nấu rượu thì rượu men lá, men liếc là không nấu đâu gì. Thế có cái đặc sản gì thế nào? Hả? Hai dù. Hả? Hai dù là cái gì? À chị anh nói. Đặc sản ở đấy người Mông thì có cái gì nhỉ? Nhưng mà nó cũng tùy từng vùng thôi em nhỉ? Vùng đây là đèo Khao Phạ thì đẹp nhất là cái đèo này. Thứ hai là cái gạo nếp Tú Lệ. Tú Lệ thì nó không trồng ở đây đâu đúng không? À dưới này cũng có. Anh tưởng ở tận Tú Lệ. Nào lên nhà em ánh học tiếng Mông. Hôm nay thời gian nó ngắn quá. Ngồi nói chuyện với em rất vui. Nhà em ánh ở đâu? Đâu em chỉ nào? Chỗ nào? À bên này á? Bên dưới này á? À anh gửi xe đấy á? À, ô thế thì anh phải đi lên đây nhiều đấy.
Anh gửi xe thế, nhà em ngay mặt đường mà. Vâng. Ừ. Nhà ngay mặt đường, bố mẹ ở nhà đi cũng làm mấy này hết à? À mẹ lúc nãy đi phun thuốc đấy á. À thím à. Ừ. Thế mình đào sắn này, đào nhà mình hay là của nhà thím? Sao lại thím lại phun thuốc ở đấy? À một bên nhà thím, một bên nhà mình à? Ừ. Trồng nhiều phết đấy nhỉ. Cây sắn này nó cứ để nó mấy năm xong là đào lấy cứ lấy củ xong lại trồng xuống. Củ xong lại trồng xuống. em nhung che mặt. Đây là chuyện em nhung vừa trước nữa nào. Để em ánh cho em ánh đào củ sắn này cứ hỏi em mãi thì mọi người lại bảo là anh vô duyên. Anh mệt lắm rồi. Không phải cứ hỏi nhiều các bạn ơi, cứ bảo là sao làm clip cứ phải hỏi, không hỏi thì các em có nói đâu. Cứ phải hỏi cái gì em nói cái đấy nhỉ. Nhung cũng 24 nhỉ? Không, em 21 rồi. Ồ, 21 rồi à? Sao không phải che mặt đi thế? Mình là con gái người ở đây mà. Nóng á? Bỏ cái áo ra, ui mà cái áo nóng quá. Như ở trên này mùa đông lạnh không? Có. Lạnh lắm nhỉ? Cái đèo này thường thường là có tuyết rơi mà đúng không? Lại sương mù lắm. Sương mù dày đặc. Em Nhung là 21. Thế có bị lần nào, hỏi thật là có bị lần nào bị bắt về nhà chồng chưa? Không, em không. Chưa có lần nào à? Ý điều anh vừa lúc nãy anh vừa hỏi cái em gì ở bên dưới này nhỉ? Em chú đấy, anh em bảo là cái em đấy ở trên hồ 4 rồi nên chắc là ở đấy họ bắt ở đây họ không bắt á? Yêu nhau xong về lại á? Thế sao lại bỏ cái tục lệ hay thế? Hay tục lệ thì hay mà. Thế đừng bắt sớm quá là có ngày đi tù, các thanh niên đi tù đấy. Em chú đấy là thấy bảo là quen nhau được 3 ngày mà. Vâng, Tết thì quen nhau được 3 ngày luôn. 3 ngày xong bắt về xong là 6 ngày sau cưới luôn. À, máu chưa? Về nhà yêu sau. Ngày xưa ở đây toàn thế mà nhỉ? Phải không? Kể cả bây giờ vẫn thế chứ còn trẻ qua. Nói điện thoại với người yêu rồi. Lại phải xuống. Em ánh nhà đấy thôi. Cái này em có bán không? Sắn này có bán không? Không bán là cứ ở nhà dùng thôi à? Được kia đủ chưa? Sắp về chưa? Đào nhiều đi cơ. Nó đào lâu phết rồi mới được có một tí này à? Cái sắn ở đây nó không tốt mấy đâu em nhỉ? Anh ơi! Ơi! Anh quay cửa nhỏ này mà hỏi chỗ hoang cả. Hay là anh đi mở? Vệ! Em đi ạ! Vệ! À đi em cưới bây giờ à? Ok! Thôi em anh em làm nhá! Ừ, chào em anh nhá, chào người đẹp nhá! Ờ đấy, hôm nào anh lên là dạy tiếng Mông nhanh với nhá! Ừ, đào sắn đi! Ok! Video tôi xin kết thúc tại đây nhá! Em Nhung em... ok, chào em Nhung, em ý về bận đám cưới nên là video phải kết thúc tại đây rồi. Hôm nào lên em ánh làm nhiều cái video hấp dẫn hơn nữa nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các quý vị và các bạn nhé.